qua hồ bơi nè. Kỳ ơi, lúc kỳ qua đây. Bạn biết sao mình sợ nhất là con kỳ mà nó cắn dây điện. Mình cứ phải canh me nó hoài luôn. Đó, đó mấy bạn thấy cái sự ngứa răng của nó chưa? Thôi kệ, thà nó mài răng vô mấy cái nhựa cứng nó còn đỡ lo hơn là nó cắn dây điện. Vậy mà mình còn cảm thấy khuyến khích nó mài răng như mấy chỗ đó. Trời ơi, bạn biết cái hả, trong phòng của mình á là nó mài răng hết, từ cái sàn gỗ nè cho tới cái tường, tới cái giường ngủ, không tha chỗ nào luôn đó. Mấy bạn thấy chưa, rột rột hăng say luôn, trong khi cho miếng thịt không ăn, thích đi ra mài răng cái ghế. Không biết cho nó có cái chất gì nhỉ. Mình mới đưa cho nó cái bình đựng nước của CGV á, cho nó mài răng đó mấy bạn. Và nó ngứa răng dữ lắm, nó cắn cái tay của mình nè. Các bạn coi nè, cắn cái tay mình mà nó đỏ chét luôn. Lát nữa nó mới hết đỏ được đó. Con này ngứa răng dữ lắm. Kỳ ơi, chơi đã chưa, chơi đã đi ngủ nè. Nằm lên chơi hai cái bụng râu ngủ. Không chịu, nó cầm mê chơi lắm, nó ngủ nguyên buổi sáng rồi. Thương dữ lắm á, thương dữ lắm.